Sau 2 tuần, chúng ta cùng trở lại với loạt phim về người đàn ông hôm nào cũng phải tranh luận với bản thân xem tối nay ăn gì. Venom phần 2. Trở lại 20 năm vào năm 1996 tại cô nhi viện Thánh ST, có một thanh niên tên Cletus Cassidy. Tuy thân thể ở trong tù nhưng tâm hồn lại ở ngoài, cụ thể là phòng giam bên cạnh, nơi bạn gái Francis đang hoảng loạn vì nghe đâu sắp được bế đi. Bởi di năng của ả đang tăng trưởng như giá vàng, nên mấy ông cốp to sẽ chuyển cô đến một nơi có nhiều dị nhân hơn. Giá như đó mà là trường học của giáo sư X thì tốt biết mấy. Nhưng không, chỗ này đảo bủ lờ mao hơn rất nhiều. Nè, chúng ta đều biết Francis phát triển dị năng gì nhỉ? Thế sao các anh áp giải không ship một cái khẩu trang vào mồm ả? Đấy thế chứ, tôi nói rồi, có nghe đâu. Chỉ khổ anh Can đối diện ăn quả loa phóng thanh xây sẩm mặt mày, để rồi nổ cái đoàng trong lúc vật lộn với Francis. Nhưng mà ảo như phim Ấn Độ, Francis không hề chết mà chỉ trừ một cửa sổ tâm hồn. Từ lúc đấy đến hiện tại, Francis được trải nghiệm cảm giác riêng tư tại viện nghiên cứu dị nhân Ravencroft. Có phòng riêng đàng hoàng, cơm bưng tận nơi, phục vụ tận giường luôn. Vua chúa nên thế là cùng. Tuy đang bị giam nhưng chị này khá quan tâm bên ngoài có gì. Và tin sốt dẻo sáng nay là Cletus Cassidy đang trong quá trình điều tra để khép vào tội tử hình. Francis biết xong thì lo lắm, lỡ anh người yêu đi bán muối thì coi như xong. Tin thì nói là thế chứ trông có vẻ là không giòn đâu, bởi gã vẫn chưa khai ra nơi giấu xác các nạn nhân. Giới thiệu thế thôi. Giờ ta quay trở lại với nhân vật chính. Hôm nay SD được cảnh sát Mulligan triệu tập lên sở để deal với anh một thỏa thuận đi tâm sự tuổi hồng với tên Cassidy. Sau lần trước gặp mặt, hắn có vẻ khoái SD. Biết đâu lần này hắn lại khai chỗ giấu xác các nạn nhân mà mình xuống tay thì sao? SD thì xuôi xuôi, nhưng mà Venom thì không thích cái thái độ của Mulligan. Suýt chút nữa đã cho gã thành hiệp sĩ không thủ nếu không bị SD cản kịp thời. Hậu quả là cả hai người cãi nhau một trận khá gay go, khiến cho bà ngồi buồng bên phải chú ý. Ê, bậy rồi nha bà gì đó ơi. Trở lại với cuộc chiến mõm của cặp huynh đệ, Venom chửi SD là thằng hèn. Còn SD bảo Venom là giờ anh em mình phải sống low key lên, trong đồn công an mà làm như ngoài ngõ không bằng, lỡ mà bị phát hiện là bị ship đến tận khu vực 51 hoặc là Bình Dương đấy. Nhưng Venom bảo méo sợ cơ, anh đây bạo, méo hèn như SD. Bằng cách nào đó SD đã thỏa thuận được với Venom mà chốt kèo với Mulligan, nhưng vẫn không ưa đâu nhá. SD được cảnh sát cho phép đến nhà tù nơi người ta đang giam giữ Cletus. Và cuối cùng thì thằng cha tâm thần này gọi SD đến chỉ để chọc ngoáy rồi hiêu vượn thơ văn, mượn SD để truyền đạt những ý tưởng bệnh hoạn của mình lên cho đại chúng đọc. Chứ bố này còn lâu mới chịu khai vị trí các nạn nhân ở đâu. Nhưng mà trong hai thằng SD và Venom thì cuối cùng thằng không não lại là thằng có đầu óc hơn. Venom bảo SD họ đã nhìn kỹ phòng giam của Cletus, nhưng SD vẫn chưa hiểu là để làm gì. Hai người ra ngoài thì bị ông thanh tra Mulligan hỏi. Nhưng mà bố này cho người ta cơ hội phỏng vấn thằng tâm thần xong, chả hiểu sao lại hack dịch VL, bắt có gì phải khai báo với lão trước. SD thì không lo chuyện đấy lắm, vì anh có biết gì đâu. Venom thì biết. Về nhà, Venom hóa chat GPT, còn SD thành máy in tự động, vẽ lại những gì mà cả hai thấy trong phòng của Cletus. Tuyệt vời, tranh của Picasso cũng chỉ đến thế này là cùng. Nhưng ý nghĩa của nó là gì thì SD không biết. Trung bình một thằng bạn ngu luôn cần một thằng khôn nó gánh. Trường hợp này Venom đóng vai trò là thằng khôn. Bất ngờ chưa bro, nhờ có cái đầu cỡ siêu trí tuệ của Venom mà SD đã giúp cơ quan chức năng tìm ra nơi Cletus giấu xác của các nạn nhân. Nhờ đó mà gã sát nhân được tờ án chữ. Không chỉ có Cletus cay mà Mulligan cũng cay, vì đã không báo cho mình trước. Nhờ có thành tích đó mà cái tên SD ngập trong hào quang rực rỡ. Còn Venom thì suy vẫn hoài suy. Rõ ràng là cuối phần 1 SD đã thỏa thuận với Venom cùng nhau trừ gian diệt bạo, sẽ để nó nhắm thật nhiều đầu của kẻ bất lương, mà bây giờ cứ bắt phải sống ẩn mình. Phải chăng Venom có sắc tố đen nên bị như vậy? Không, không hề. Cái mà SD lo nhất là FBI đang sờ gáy họ. Một năm là quá ít để làm êm những thứ đáng nghi ngờ xảy ra ở Life Foundation. Trong khi SD thì muốn chạy xong deadline, thì cái bụng của Venom lại biểu tình. Cái giống symbiote chỉ hấp thụ được phenin gì đấy ở trong não và sô-cô-la mà thôi. Ừ, SD đồng ý nhưng chỉ là thủ gà với sô-cô-la thôi. Nhân thủ thì thôi, tởm lắm. Nhưng Venom chê vì não lũ kia lại bé tí, ăn chả bõ dính răng. Hơn nữa hai con gà ấy lại là pet của nó. Nhưng đây là xác của SD nên SD có quyền. Sau một loạt màn quậy phá của Venom, cuối cùng thì SD cũng phải nhường. Anh đưa Venom đến cửa hàng tạp hóa của bà Chen để mua thêm sô-cô-la. Nhưng đáng tiếc hôm nay hàng đã hết, khiến Venom cay, đòi ăn thịt bà Chen. Nhưng bị SD ngăn lại tập 2. Cả hai triển khai kế hoạch B. Venom ngấy cái việc trộm cướp lặt vặt này lắm rồi. Nhưng mà thôi, méo mó có hơn không. Một chút mặc niệm cho đàn gà, trên đường đi về đúng hơn là phá làng phá xóm, Venom phát hiện có kẻ xấu. Ngon. Nhưng mà Venom và SD chưa kịp xuống cứu người thì bà thím bị cướp đã đấm cho cái thằng kia tòe mỏ khiến nó bỏ chạy. Chạy đâu cho thoát hả con trai? Đúng là đang đói mà gặp bó xôi. Món ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Họ đã, đỡ mơ họ. Và Venom họ thật bằng một cú ném 3 điểm cho tên cướp vào xó rác. Rồi ba chân bốn cẳng come back home. Đang làm quả đổ mái thì có tiếng chuông điện thoại của En, khiến cả hai phải phanh gấp. Suýt chút nữa làm rơi chiếc iPhone 16 Pro Max 1T của SD. Qua đây chúng ta có thể thấy rằng Venom không chỉ là symbiote mà còn là sim gái. Annie hẹn gặp riêng SD, nhưng cuối cùng cuộc hẹn này chỉ là để thông báo cô đã đính hôn với bác sĩ đen. SD buồn lắm. Ra đường cao tốc phóng xe bạt mạng.
Anh được Venom chữa thì sợ gì mà không làm tí dân tổ. Nhưng Venom đã đánh lái, tấp vào lề. Chứ không thì anh đã nằm dưới gầm xe tải rồi. Venom biết bạn đang giàu thì không phá nữa. Không phá luật. Cố làm mọi thứ để Eddie vui. Đang tình cảm các thứ thì Venom kiểm tra hòm thư, thấy có tấm bưu thiếp Cletus gửi. Mở đầu là câu chuyện đời hắn, từ chuyện đã ra tay với bà ra sao, với mẹ thế nào, rồi tới bố bị dần gần hẹo, đến việc bị quẳng vào cô nhi viện, sau đó gặp tình yêu của đời mình rồi bị tước mất. Vừa lờ chỗ bé tí mà viết được dài đấy. Cơ mà đại loại là Cletus bảo là vì Eddie đã đẩy hắn vào chỗ chết nên Eddie nên đến gặp hắn lần cuối. Eddie thì thấy áy náy nên nghĩ là nên đi. Nhưng mà Venom bảo là thần kinh à, nghe lời thằng thần kinh này làm gì. Thế là cuối cùng họ vẫn vào tù thăm Cletus thật. Dù trên đường đến đấy không dưới một lần Venom đòi bốc vài thằng tù nhân để đớp. Mất 2-3 thằng không ai biết đâu. Đại loại là họ vào gặp Cletus. Và thằng cha này cuối cùng gọi Eddie vào cũng chẳng để nói điều gì tử tế hay là hối lỗi trước khi chết gì cả, mà vào đây chỉ để chửi vắt nóc Eddie là thằng đờ bờ rờ rờ, lừa thầy phản bạn, đâm đít người yêu, nói cho hai người giống nhau. Cletus luôn muốn có một thằng bạn như Eddie. Vừa lờ, đây là câu xúc phạm sáng tạo nhất mà tôi từng biết. Như bị chạm vào điểm G, Venom lao tới thò xúc tu ra quất, khiến Cletus bật cơ chế loài cẩu, sực cho Eddie một cái, và theo tính chất bắc cầu thì cắn cả Venom luôn. Ủa ơi, đây không phải là máu, mày đang giấu cái gì đấy homie? Tao biết rất rõ máu là như nào nhé thằng nhà báo. Tất nhiên là các ai quan tâm lời nói của một thằng sát nhân tâm thần. Nhưng mà Eddie thì hiểu thằng này đang nói gì, nên là sợ thút cả dái mà. Cletus thì thấy giọt máu đỏ đỏ của Eddie có gì đấy ngọ nguậy nên đớp luôn. Trở lại với hai ông tướng Eddie và Venom, thì dù Venom đã cố xin lỗi vì sự thiếu kiềm chế của bản thân nhưng Eddie không ke. Và thế là cả hai bắt đầu đấu khẩu, chửi nhau phế vật thất bại các thứ. Ừ thì đúng thật. Trước khi gặp Eddie, Venom là con yếu nhất hành tinh. Trước khi gặp Venom thì Eddie vừa mới tự đẩy cuộc đời mình xuống 7 phốt. Nói chung là cũng không ai hơn ai. Nhưng mà hai bố này bắt đầu đánh nhau ỉ xèo, đập phá đồ đạc, bay cả cái TV 2.000 đô cùng cái điện thoại của anh. Lúc này đầu Eddie tự dưng nhảy số bằng một cách rất sắp xếp từ tôi về con dế mới thấy tại Sephones. Đó chính là Galaxy A06, một con hàng hướng đến người dùng cơ bản trong khoảng giá 3 triệu đồng. Pin khỏe 5.000 mAh, kèm sạc nhanh 18W vô tư sử dụng trong 2 ngày. Màn hình LCD lớn 6.7 inch, độ phân giải HD+, thoải mái xem hình ảnh hay xem phim trên YouTube, Netflix và thao tác chơi game dễ dàng. Chip Helio G85 cùng 4GB RAM xử lý dễ dàng các tác vụ hàng ngày như là nghe gọi Zalo, Facebook, chơi game giải trí, chụp ảnh và xem phim. Ngoài ra giá rẻ nhưng vẫn có đầy đủ camera 50MP, ghi lại khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè sắc nét, với mức giá chỉ hơn 3 triệu cho bộ nhớ 128GB. Hỗ trợ trả góp lãi suất 30% với không cần trả trước, không lãi suất và không phụ phí. Chi tiết anh em hãy đến ngay 125 cửa hàng Sephones hoặc click vào link ở dưới phần mô tả và comment để mua online nhanh chóng. Trước khi mường tượng được sờ nắm Galaxy A06, Eddie đã trả đũa bằng cái chuông báo cháy để Venom phải thoát ra khỏi cơ thể anh. Cứ tưởng thoát cái của nợ bầy nhầy là sướng, ai ngờ Venom lại kiếm được vật chủ mới, rồi biến cái khối phân lớn của Eddie thành sắt vụn. Trong lúc hai ông tướng kia vừa chia tay nhau, thì Cletus tối nay sắp được thi hành án. Bố này sắp chết vẫn còn giả mồm. Khái khái gia đình nạn nhân hãy enjoy cái moment này đi nha. Giờ lành đã điểm. Giờ lành thì cũng không sai, nhưng mà là với Cletus. Những xi lanh nọc độc đầu tiên bơm xuống, Cletus bắt đầu co giật dữ dội. Cái giọt máu ngọ nguậy của Eddie đã chặn dòng nọc độc chảy vào trong. Có vẻ như giọt máu kia đã tự biến thành một con symbiote mới, đỏ và căng cực hơn. Cletus quẩy banh phòng hành quyết, rồi luộc luôn cả cai ngục các thứ, xoáy bung nóc kịch trần như một cơn lốc, bước ra khỏi nhà tù như trốn không người, vừa đi vừa ngân nga. Trở lại với Venom, lúc này khớ nhảy nhụa đang nhảy hết từ người này qua người khác và tự do hơn bao giờ hết. Đấy, bỏ thằng Eddie xong đời lên hương hẳn. Eddie thì cuộc đời cũng thấy bình yên ít nhiều, không có ai hát rap ở bên tai nữa. Nhưng mà ối rồi ôi, ngay khi vừa bật TV lên xem thời sự, Eddie phát hiện ra một sự thật động trời. Vì một lý do ma quỷ nào đấy, Cletus đã trốn thoát và tỷ lệ cao là hắn sẽ tìm đến Eddie để trả thù. Eddie đang sợ thụt cả dái vào. Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, thanh tra Mulligan tới, truy hỏi Eddie vì anh là người ngoài cuối cùng gặp hắn. Eddie kiểu, biết gì đâu. Thật không? Thật. Thế thì lặn cho kỹ vào, thằng Cletus kiểu gì chả đến tìm cậu. Trong lúc Eddie đang vắt não xem làm như nào để cứu bản thân thì Venom đang đi quẩy bar với giao diện over hợp với chủ đề ngày hôm nay. Khứa hốt về vô số lời khen. Nói chung là thoải mái hơn việc phải sống low key khi ở bên Eddie. Cletus vừa bốc được một bộ quần áo mới, tiện thấy con xe sang khá ưng, hắn cũng bú luôn rồi lái vào thành phố. Thằng trà giao hẹn một cái kèo với con sinh vật kia, giờ gọi nó là Carnage đi. Carnage sẽ giúp Cletus cứu bồ, còn Cletus sẽ support cho Carnage tiêu diệt bố mình, tức là Venom và Eddie. Trở lại với Venom thì thằng trà đang được tất cả mọi người ủng hộ trong quán bar, nhưng mà cứ một điều nhắc Eddie, hai điều nhắc Eddie. Dù có dối lòng cỡ nào, Venom cũng không thể phủ định Eddie là best match của mình. Thế lúc này thì Eddie đang ở đâu? Anh đã lẻn vào cô nhi viện ngày xưa Cletus ở, tìm thấy hình khắc CK cộng FB trong một trái tim. CK là Cletus Cassidy rồi, thế FB là Facebook à? Anh gọi cho thanh tra Mulligan thì biết được FB có nghĩa là Francis Barrison,
Và trái đất thật là tròn, Mulligan chính là khứa đã khiến cho Francis biến thành thế chột. Ông Mulligan tưởng Francis đã hẹo từ lúc ấy rồi. Cletus thì khôn hơn thế, hắn đến một tiệm tạp hóa, đá bất tỉnh cậu sinh viên khốn khổ làm thêm giờ, rồi bốc luôn cái laptop để Cornish có thể hack vào và biết được rằng Francis đã được chuyển đến viện Ravencroft. Tọa độ đã rõ. Với sức mạnh của Cornish, Cletus không khó để thịt các nghiên cứu sinh tại đây, đồng thời cứu Francis ra ngoài. Bảo vệ đến, bảo vệ cụt đầu, cảnh sát đến, cảnh sát bán muối. Cặp đôi này vừa ác vừa điên, mỗi tội sức mạnh đá nhau. Nếu các bạn nhớ từ phần 1, bọn này sợ lửa và âm thanh, mà dị năng của Francis là gì nào? Là hét to. Và thế là tí thì Cornish toác. Phần 1 của giao kèo đã xong, phần 2 sắp sửa được thực hiện. Venom thì giờ đã rất là tàn tạ rồi, và chỗ nào cũng không thích hợp. Phải về quán tạp hóa của bà Chen xin đồ ăn, chứ không thì tí lăn ra chết mất. Ông Mulligan đến kiểm tra Ravencroft thì phát hiện ra một tầng hầm mà không có trên sơ đồ công khai. Và trùng hợp thay, cái phòng bị phá hủy chính là phòng của Francis Barrison. Ngay lập tức đầu ông nhảy số, khẳng định vụ này có dính líu đến thằng Eddie. Có thể thằng này chưa khai gì đấy. Thế là Eddie bị bắt. Mulligan hỏi tuốt tuần tuột từ đầu đến cuối. Nhưng may là Eddie nhớ ra mình còn quyền gọi điện thoại. Anh gọi cho luật sư duy nhất mà anh biết, Annie. Dan đưa Annie đi gặp Eddie, nhưng vẫn than vãn. Điều kỳ quặc không phải là than sao Annie cứ quay lại với người yêu cũ, mà Dan sợ dính líu đến sinh vật ngoài hành tinh. Nghe hơi quỷ nhưng ok, lo lắng khá thực tế. Annie đến thì lão Mulligan đã dí trước là khôn hồn thì đừng có bao che cho Ed. Nhưng tất nhiên Annie có quan tâm đâu. Gặp được Annie thì Eddie mới dám nói thật là anh đã lờ mờ đoán ra được thằng Cletus đã có một con symbiote trong người. Và cảnh sát cứ cố đuổi thằng kia thì họ chỉ đang đâm đầu vào chỗ chết. Eddie nhận sai, bảo Annie cố gắng tìm Venom về hộ để Eddie xin lỗi. Theo những chỉ dẫn của Eddie, Dan và Annie đã tìm được đến hàng tạp hóa của bà Chen. Và tất nhiên là sau khi nghe bà Chen chửi một hồi thì Annie nhận ra Venom đang ở trong bà già, nên là đổi giọng ngon ngọt dụ khị. Thế bất nào lại được mới ảo chứ. Lúc này thì Cornish và Francis đang đốt trại trẻ mồ côi ngày xưa, rồi chuẩn bị đến lễ đường làm đám cưới. Mà đám cưới thì cần có khách tham dự. Annie thì giờ trở lại đón Eddie, rồi phá cửa phòng giam biến mất luôn. Ra ngoài rồi thì Venom làm trò bắt Eddie phải xin lỗi, phải van xin. Thiếu mỗi quả là anh bạn à, nhưng trong thể xác này thì cũng được. Đấy là tôi nghĩ chứ Venom chỉ cho Eddie hôn Annie thôi, trước mặt Dan. Nhưng mà thôi, Eddie không mất dạy thế, ba người chia tay nhau. Eddie dặn Dan và Annie trốn đi thật xa, dùng lửa và âm thanh để bảo vệ bản thân. Ok, có vẻ ổn rồi đấy. Thanh tra Mulligan thì không được may như vậy, bị Cletus và Cornish chặn đầu bắt đi luôn. Trong lúc đó thì Francis đến được nhà Eddie. May quá, Eddie sủi rồi. Nhưng anh đã quên không sủi cái ảnh của Annie đi. Và thế là Annie bị bắt, trong khi Dan và cô đang soạn đồ bỏ chạy. Đang nguy cấp còn đôi mới trả áo. Dan và Annie có cách xử lý symbiote, nhưng mà con mụ hét to này thì cháo cách nào cả. Francis thả Dan, chỉ để anh có thể chuyển lời để Venom và Eddie. Muốn Annie còn sống thì khôn hồn mà đến. Hai ông tướng này đang tìm Cletus, được quả thiệp cưới đấy thì chả mừng quá. Venom và Eddie vừa nhảy vào đám cưới, Cletus đã cho Cornish hóa hình, chuẩn bị cho một cuộc vui chơi giữa cha và con. Không phải cha xứ mà là cha ruột. Venom nhìn thấy Cornish thì cứ như húc nhìn thấy Thanos. Và lều thôi về đi Eddie ơi. Sao đấy, thằng kia màu đỏ, đỏ là khỏe, anh em mình không đánh được đâu. Thế Annie thì sao, mình đến cứu Annie mà. Anh em mình không thích Annie đến thế đâu. Eddie cố thuyết phục là hôm nay sẽ cho Venom ăn buffet, nhưng trừ cha xứ ra thì nó mới chịu chui ra đánh nhau. Trước khi hai con symbiote lâm trận, Francis lại hét cho một cái khiến Cornish quay ra vả cho một phát. Đúng mẫu người đàn ông gia trưởng lo cho em. Ok, giờ thì trận chiến bắt đầu. Dù là kèo này không được giòn cho lắm, nhưng mà vì Annie và vì đầu người nên hai bố này cùng xông lên đối đầu với Cornish. Và tất nhiên là đỏ mạnh hơn đen, nên Venom và Eddie ăn hành ngập mồm. Thanh tra Mulligan thừa cơ bẩy trọ, nhưng bị Francis đuổi theo sát nút. Venom bị Cornish ghim lên tường. Nhưng rồi thằng khỉ gió này dù đang cửa trên vẫn phải ăn thịt ông cha xứ để power up. Đúng lúc Venom đá được Cornish ra để thở thì Dan đã đến, tưới xăng lên con symbiote đỏ rồi châm lửa đốt. Cornish dãy giụa nhưng mà không hẹo, lập tức nhảy lên giàn giáo tấn công Dan, suýt chút nữa là nhắm cái đầu của anh bác sĩ. May mà Venom đến kịp. Đúng lúc đấy thì chuông nhà thờ vang lên, khiến hai con symbiote phải chui vào cơ thể vật chủ để trốn. Nhưng sân chơi cho hai chủ thể, rõ ràng dù lần này Eddie vẫn to hơn, nhưng mà Cletus đấm nhau bài bản hơn, nên thằng ăn đòn vẫn là Eddie. Cuộc chiến đôi bên như kèo boxing, cứ chuông là hai con symbiote nghỉ giữa hiệp. Tình hình không êm đẹp lắm. Mulligan bị Francis siết cổ, Eddie bị Cletus đạp cho lún cả đất. Cletus hóa thành Cornish, bắt Annie lên nóc nhà thờ. Eddie và Venom bị đá đè nằm chết dí dưới sàn. Nhưng mà chúng ta có ai? Chúng ta có Dan. Dan ra giúp đỡ nhưng vô ích. Cơ bản thì điều khiến Eddie và Venom vực dậy được tinh thần là Cletus và Cornish đang xảy ra xung đột. Vì Cornish cố gắng bịt mồm Francis, hai ông tướng nhảy lên xiên vào đầu Cornish, cứu được Annie không bị cụt đầu. Venom và Eddie dùng hết sức bình sinh kéo giãn cơ thể, thả Annie xuống dưới cho Dan. Dù cho cặp đôi đang bị ăn liên hoàn xiên bẩn, trông như Annie có vẻ an toàn. Venom và Eddie nằm ra chấp nhận số phận. Nhưng mà vừa xong thì ông Venom có sáng kiến là Francis đang ở đây, thôi thì hất mẹ Francis xuống, khiến cho bà này hét ầm ĩ lên.
phá tung nóc nhà thờ. Francis xuống sàn được an toàn, nhưng bị cái chuông rơi vào đầu. Tiếng ồn quá lớn khiến cho hai con Sibiot tách khỏi vật chủ. Carnage và Cletus rơi đột xuống đất. Venom còn nhờ Dan và Annie đón, nhảy lên nhập vào Eddie ngay trước khi anh rơi xuống đất. Cletus bị đá đè, cố bắt cặp lại với Carnage, nhưng Venom nhanh hơn, cho thằng con lại vào trong bụng. Cletus cố chăn chối là chỉ muốn Eddie làm bạn, nhưng mà lộn cái bàn nhé. Venom cắn cụt đầu Cletus, rồi dẫn Dan và Annie bỏ chạy. Chúc phúc cho hai người trước khi rời đi, trước khi cảnh sát đến. Ông Mulligan trên nóc thì giờ mắt bắt đầu xanh rực lên, báo hiệu là ông này sẽ comeback vào tương lai. Eddie và Venom đưa nhau đi trốn, có vẻ là đến một bãi biển nào đấy ở tận Nam Mỹ. Cuối cùng Venom đã được nghịch cát bằng chân, và Venom đang giải thích là đám symbiote này còn tồn tại ở nhiều vũ trụ khác nữa gì đấy, thì tự dưng Venom và Eddie bị dịch chuyển tức thì sang một không gian khác. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Venom Let There Be Carnage. Nếu muốn biết hành trình tiếp theo của hai khứa Eddie và Venom ra sao, liệu có hình nào mới trong sự xuất hiện của họ tại vũ trụ Marvel hay không, thì cuối tháng này hãy ra rạp. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.